một cái loại phần mềm hệ thống mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là hệ điều hành Windows là một cái hệ điều hành mà gần gũi nhất đối với người sử dụng thông dụng à, hệ điều hành vậy hệ điều hành là một hệ gì à, như tôi vừa nói với các bạn là phần mềm hệ thống là một cái phần mềm mà không thể thiếu được khi mà một người sử dụng máy tính vậy thì phần mềm hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính dùng để điều hành quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính À, phần mềm hệ điều hành là một phần mềm nó đóng vai trò như là một à, trung gian giao tiếp giữa người sử dụng và máy tính à, chức năng của hệ điều hành là thiết lập giao diện cho người dùng và phần cứng máy tính chạy các ứng dụng và điều phối các tài nguyên đấy là một số chức năng của hệ điều hành à, hệ điều hành Windows là được phát triển bởi tập đoàn Microsoft à, và nó phát triển bởi cái hệ máy tính IBM PC và cái hệ điều hành Windows này là hệ điều hành mà bây giờ các bạn thấy là nó phổ biến nhất cho mọi cái máy tính cá nhân và nó hỗ trợ cho nhiều các cái loại thiết bị các cái biểu tượng trên hệ điều hành Windows thì như các bạn có thể nhìn thấy luôn là à ví dụ các bạn thấy này biểu tượng đầu tiên đó là biểu tượng My Computer vậy biểu tượng My Computer này có nghĩa là gì biểu tượng my computer và khi các bạn mà ngồi vào một cái máy tính các bạn muốn biết trong máy có những tài nguyên và ổ đĩa gì thì đương nhiên là các bạn phải vào my computer từ màn hình desktop Đây, các bạn có thể quan sát trên màn hình desktop Đây, các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng my computer trên màn hình desktop khi mà các bạn muốn biết là à máy này tôi muốn vào một cái máy tính tôi muốn nghe nhạc hoặc tôi muốn chơi trò chơi thì đầu tiên tôi phải biết là cái máy tính này có nhạc và có trò chơi hay không nếu như không có thì tôi không thể chơi được đúng không ạ mà muốn biết được cái điều đấy thì tôi phải nháy hai lần chuột trái liên tiếp vào biểu tượng my computer để tôi mở cái biểu tượng my computer này ra tôi sẽ thấy là à trong à, my computer có ổ c ổ d ổ e ổ f và ổ usb vậy tôi mở ổ c ra tôi xem tài nguyên trong ổ c Tôi có thể mở các ổ để tôi có thể xem tài nguyên trong nó. Đấy là về My computer. Biểu tượng thứ hai nữa có trong này, đó chính là các cái biểu tượng mà các bạn thấy là à, à những cái biểu tượng mà có mũi tên đen ở phía dưới bên tay trái. À, người ta gọi những cái biểu tượng đấy là biểu tượng gì ạ? Là những cái biểu tượng mà ai tầm sót cắt. Vậy thì ai tầm sót cắt là gì? Ai tầm sót cắt là những cái biểu tượng mà do người sử dụng trong quá trình làm việc cảm thấy là mình hàng ngày mình thường xuyên phải làm việc mình muốn làm việc nhanh thì mình phải tạo nó ra đây vậy thì cách tạo cái biểu tượng ai tầm sót cắt này thì các bạn tạo như sau cái đầu tiên các bạn cần phải lưu ý muốn tạo biểu tượng ai tầm cắt cho một chương trình nào thì nhất định chương trình đó phải đã được cài đặt trên máy tính của các bạn khi mà các bạn muốn tạo shortcut cắt ví dụ như cho chương trình Word chẳng hạn các bạn có thể kích chuột vào nút Start trên thanh tác vụ Tại cái phần tìm kiếm các bạn có thể đánh vào đây là phần Word. Word Khi các bạn đánh vào Word thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái chương trình trong phần program là Microsoft Word 2010 Mỗi lần các bạn khởi động Word các bạn cần làm việc nó Các bạn lại phải vào đúng phần này để các bạn khởi động Tôi muốn rằng khi tôi khởi động tôi có thể nháy luôn được từ ngoài màn hình Khi các bạn gọi, gọi được nó ra rồi các bạn có thể nháy chuột phải vào cái biểu tượng đó các bạn chọn send to và các bạn chọn desktop. Khi các bạn chọn desktop thì tự động biểu tượng sẽ xuất hiện ở ngoài màn hình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ngay cái biểu tượng mà các bạn vừa tạo. Tương tự như vậy đối với tất cả những cái biểu tượng còn lại và tồn tại trên màn hình. À trong phần tiếp theo nữa là phần về thêm vào thanh tác vụ như vậy phần thêm vào thanh tác vụ thì có nghĩa là gì ạ? À, các bạn thấy như thế này ạ. À, tôi đang cần phải thêm một cái đối tượng vào thanh tác vụ. Thanh này gọi là thanh tác vụ đúng không ạ? Đây thanh này gọi là thanh tác vụ. Ví dụ như bây giờ tôi không may tôi xóa mất cái biểu tượng word ra khỏi thanh tác vụ rồi. Vậy tôi muốn thêm lại nó thì tôi phải làm như thế nào? Nếu như biểu tượng đó nó còn ở ngoài màn hình, các bạn có thể nháy chuột phải vào cái đối tượng đó các bạn chọn pin to task là các bạn à, có thể thêm vào màn hình à, thêm vào thanh tác vụ được chưa hoặc các bạn có thể chọn pin to start menu à, còn nếu như trong trường hợp mà các bạn xóa khỏi thanh tác vụ đây các bạn có thể nhìn tôi có thể xóa gút khỏi thanh tác vụ tôi nháy chuột phải ạ à, tôi có thể chọn là ví dụ đây là à, pin to à, thanh tác vụ và tôi thêm vào tôi thêm vào được thì tôi cũng xóa đi được À, muốn thêm vào thì tôi nháy chuột phải chọn Bintu Paspa. Còn nếu như muốn xóa đi thì các bạn tìm đến nó đã Microsoft Office đúng không ạ? À, đây ạ. À, các bạn có thể nháy chuột phải. À, các bạn à, đây là chọn Bintu, à vì tôi chưa chọn Bintu đúng không ạ? Tôi chọn Bintu Paspa. Uh, à, các bạn thấy là nó tự thêm vào thanh tác vụ. Còn nếu như mà tôi muốn xóa đi thì tôi lại là un PinTu from Paspa các bạn phải thực hiện bin To thì nó mới có ăn To from đấy là phần thêm vào thanh tác vụ và xóa khỏi thanh tác vụ thêm được thì các bạn cũng có thể xóa được đấy là những cái thao tác rất là cơ bản à, tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một phần nữa đó là phần về cái à, màn hình windows explorer vậy thì màn hình windows explorer là màn hình gì Nào, nó cũng giống như là màn hình desktop hay là nó khác so với màn hình desktop À, thì các bạn cùng theo dõi tôi để mô trên màn hình à, các bạn nhìn ạ à, ví dụ tôi nói ví dụ là tôi đang làm việc với màn hình desktop khi tôi là nhìn làm việc với màn hình desktop thì tôi chỉ nhìn thấy một giao diện của màn hình desktop thôi à, Tôi muốn sao chép một đối tượng từ vị trí này đến vị trí khác trên màn hình desktop thì đương nhiên là tôi 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 phải nháy chuột phải tôi chọn copy xong tôi lại vào my computer tôi lại mò ra cái đường dẫn để tôi sao chép vào nó. Vậy thì thường thường khi mà người ta muốn sao chép một đối tượng, muốn di chuyển hoặc muốn thay đổi. Người ta muốn nhìn thấy trực tiếp nó thì người ta thường vào, đó là gì? Người ta khởi động màn hình Windows Explorer. Khi khởi động màn hình Windows Explorer, các bạn có thể nháy chuột phải vào nút Start trên thanh tác vụ. Các bạn chọn Open Windows Explorer. Đúng không ạ? hoặc là các bạn có thể chọn phím đó là phím Windows kết hợp với chữ E các bạn sẽ thấy được màn hình Windows Explorer màn hình Windows Explorer này được chia làm 3 phần phần phía bên trên là các cái menu bên tay trái của các bạn đó là tên các cái ổ đĩa và tên các thư mục đấy các bạn có thể nhìn ổ C thư mục đúng không ạ khi các bạn kích chuột vào một ổ đĩa ở phía bên tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy nội dung của cái ổ đĩa đó trong ổ đĩa đó có những gì sẽ nằm ở phía bên tay phải vậy là các bạn sẽ rất là dễ quan sát trong trường hợp các bạn đổi tên các bạn sao chép các bạn di chuyển hay ta gọi là các bạn các bạn có thể sao chép các bạn có thể thao tác được trên cái màn hình windows explorer này tôi có thể ví dụ đề mô luôn tôi lấy ví dụ à, tôi à, có cái usb usb trong usb của tôi là có một cái assignment tôi muốn sao chép nó vào cái ổ f trong phần, uh, trong máy tính, tôi có thể kích chuột vào ổ USB, tôi nháy chuột phải vào assignment 1. Tôi chọn copy, tôi kích chuột vào ổ F, tôi nháy chuột phải vào khoảng trống trên ổ F và tôi có thể chọn paste. Các bạn có thể nhìn thấy là à tôi đang sao chép assignment 1 từ USB vào ổ của máy tính. Đấy, các bạn có thể nhìn. À, phần tiếp theo nữa là phần về tệp tin. À, như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn là về ổ đĩa, về thư mục rồi về màn hình Windows Explorer về desktop. Thế thì tất cả những cái phần thư mục, thư mục thì có nghĩa là gì? Đầu tiên chúng ta phải phân biệt được thư mục thì chúng ta mới biết được tệp tin. À, thư mục là một cái hộp mà các bạn thấy là dùng để chứa đựng. Nếu các bạn nhìn thấy trên màn hình, lần đầu tiên mà các bạn làm quen với máy tính thì các bạn sẽ thấy là thư mục hay còn gọi là folder thư mục này nó là biểu tượng màu vàng và các bạn lưu ý cho là ở cái thư mục thì nó chỉ là cái chứa đựng nơi chứa đựng còn nếu nói rằng thư mục mà để khởi động một cái file chương trình hoặc là một cái tệp tin thì không phải và đặc biệt là thư mục thì không có cái phần mở rộng còn tệp tin có nghĩa là gì à, tệp tin có nghĩa là à, chúng ta có thể gọi à, nó là một cái thông tin được đặt tên à, tệp tin này thường thường sẽ có đuôi mở rộng ví dụ như là các bạn thấy là chương trình word chẳng hạn Microsoft Office Word 2010 hoặc I2007 thì các bạn thấy là tôi tạo ra nó đấy người ta gọi là tệp tin đấy ạ tệp tin là giúp tôi có thể khởi động được chương trình Và, hoặc là mở ra một file chương trình hoặc mở ra một file để tôi làm việc thì đấy người ta gọi là tệp tin còn thư mục thì không thể làm được việc đó bởi vì thư mục nó chỉ là một nơi để chứa đựng à, ví dụ là khi các bạn soạn thảo xong thì các bạn có thể lưu đúng không ạ? các bạn có Đấy cũng là một cái ví dụ các bạn lưu tên có thể là bài tập thực hành. Thì đấy người ta gọi là một tệp tin. À, thư mục thì tôi vừa trình bày với các bạn. Đúng không ạ? Thư mục là một cái người ta chỉ gọi là à, một cái nơi để chứa đựng. Thì nó mang tính chất là phân cấp. Và thư, có thư mục cha và thư mục con. Thư mục cha thì có thể chứa nhiều thư mục con trong nó. Và một cái điều à, à, các bạn lưu ý là à, muốn xem mổ đĩa thì các bạn có thể xem từ thư mục gốc. Và các bạn sẽ có những cái ký tự sổ chéo để các bạn... À, có thể phân biệt được giữa các cấp của các cái thư mục à, Còn đây ạ à, các bạn có thể nhìn ví dụ luôn ạ à. Ví dụ như là C2.sổ chéo window uh, system 32 Có nghĩa là cái file của các bạn là file system đúng không ạ Hoặc là cái thư mục của các bạn là thư mục system à, Đây không có đuôi thì có nghĩa đây là thư mục Thư mục system 32 nằm trong thư mục window và nằm trong ổ đĩa C Thì uh, như thế này người ta gọi đây là một đường dẫn Còn nếu như bên ngoài thì đây người ta gọi là thư mục system 32 thư mục Windows và ổ đĩa C nếu gọi đơn lẻ còn gọi liền cả vào thì đây người ta gọi là đường dẫn hoặc là trong một số cái thao tác cơ bản thì tôi cũng giới thiệu với các bạn một số cái phím tắt à, ví dụ như là à, các bạn muốn bật màn hình Windows Explorer các bạn có thể là Windows với chữ E các bạn có thể ẩn hiện Desktop Windows với chữ D hoặc là các bạn có thể tìm kiếm Windows F các bạn có thể khóa máy Windows với chữ L và các bạn nhớ là cái phím Windows trên bàn phím ạ à, Hoặc là rất nhiều các cái phím khác nữa à, Ví dụ như kết hợp phím An và phím Control à, Các bạn có thể tham khảo thêm các phím này Tại cái học liệu mà tôi sẽ đính kèm theo cho các bạn